Xin chào anh em nha, để hướng dẫn cho anh em cách để mà đột dập cánh kính đó, tạo tắt nha anh em. Luxury, Ben Luxury, King Luxury rồi cái gì Luxury rồi quên rồi. Owen Luxury. Lại gần gần đi em ơi, cho anh em thấy anh em ơi. Cho nó dễ. Đây, sang lỗ vuông. Anh em đưa vào đây. Đẩy tới rồi, đã. Rất là ok luôn nha anh em. Một người làm trong vòng này. Pha nút nhạc. Rồi đi qua bên đây, di chuyển về bên kia. Cho anh em xem. Đó, đây. Để vào nha anh em. Đã, rất là nhẹ nhàng luôn. Đây là để vô để đột cái ở bên dưới xuống. Đột cái lỗ và cắt cái này vuông luôn. Đó, dập ra. Rất là ngon lành cành đào luôn. Rồi cái này là roa cái lỗ nha anh em. Quay qua đây nè. Roa cái lỗ, anh em bật công tắc lên này. Nè, bật công tắc lên, chỉnh tốc độ. Rồi. Đưa cho đây, roa cái lỗ. Này cái lỗ này roa rồi, lỗ chưa roa này, thấy không? Roa cái lỗ này nè. Đó. Rất là ok luôn. Ro cái lỗ này cho ấp cái bằng cho đẹp đó nha anh em. Đây ro cái lỗ này. Còn ở bên đây là dập cái ke này. Anh em nhìn nè. Đây hút cho dập cái ke này. Đây dập cái ke. Đó, còn bên đây là ro cái ke này. Ro cái lỗ ke. Đó, ro lỗ ke ra như vậy. Đó, bắn lê này, bắn lê để vô này. Bắn lê để vô đây nha anh em. Đây. Để vô là ngay chăng luôn anh em thấy không? Rồi. Xí góc lại. Bảo qua đây. Anh em bán hàng biết này này, sát cho đi em, cận cảnh cho đi em. Đây anh em nhìn thấy không? Rất là ok luôn, 10 điểm. Rồi, làm một cái video may ngang nữa xong. Thắt.